quần áo của Quang Dũng ấy. Ui! Ok, hello chào các bạn nha. Từ hôm qua đến bây giờ thì hôm nay mình mới cho bóc quà của Việt Nam sang nhé. Đây, anh em đang rất là phấn khởi. Vì là trong cái một trong bốn phần quà này là sẽ có một chỉ vàng. Một chỉ vàng của Nhật Lệ gửi sang cho một người may mắn nhất. Đấy, mỗi người mỗi người là sẽ được bóc một cái thôi nhá, chứ không phải là là ai bóc tùm luôn đấy nhá. Đấy. Còn ai muốn ai muốn nhận được vàng thì là đấy là sự may mắn nhá. Đây. Nào? Nhắc đến vàng một cái là các bạn thấy không? Nhắc đến vàng một cái là anh em là rất là nhiệt tình luôn. À, nhanh tay lên nào anh chị em ơi. À, chết rồi, quên mất. Của Linh là có một cái quà là từ bên Úc. Không cần nhắc. À? Ừ. Đây, Điệp ơi. Từ từ nhá, anh em nào khi nào mở ra để máy quay vào nhá. Khi nào mở ra để cho máy quay vào nhá. Ô, toàn dép là dép. À. Mũ. Dép. Dép là gì đây? Đây là dép của Lôi, Đây là dép của Lôi. Rồi. Rồi. Trời ơi. Kiếm nửa chỉ ở đây thôi. Ê, vâng. Cái gì sao còn cứ đây? Chỉ vàng ấy, chỉ vàng của anh Tiến ấy. Biết ngay mà. Cái gì đây? Biết ngay là cái này qua đây. À, cái này của chú Long ngoài qua đây. Chú Long gọi mà nhận về ghế mà. Chú được bóc cái này ra xem nào. Chọn người bạn đồng hành chai gin như này đỏ. À, cái này là đồ ăn rồi, tí bỏ ra. Cái này có đồ ăn rồi, cái này không có vàng rồi. Đây. À, cái này là quần áo của Quang Dũng ấy. Có gì cả? Đâu mũ với áo đâu? Đây không ơi. Có giả cái này không ơi? À đấy là ấy. Bánh à? Đấy là bánh kẹo. Như kiểu mà bánh kẹo. Đây để vui đây nhá. Ui, đây. Áo đá bóng này. À đây là mua cho anh em ít áo đá bóng đội tuyển Việt Nam. Không có vàng à? Ui giời. Đây. Đông như chảy hội luôn này. Mũ. Không có vàng à? Lấy đâu ra vàng? Nói thế để mở cho nhanh thôi. Không có gì ăn được. Đây, bỏ đôi giày đi vào đây rồi. Đồ ăn đấy. Người đây đâu? Đây là chân gà này. Cái này hỏng rồi. Hỏng rồi, mình thấy có hơi. À, gà đông tàu. Chưa hỏng đâu, chưa hỏng đâu. Cho tủ lạnh luôn, cho tủ lạnh quá đấy. Quần áo rồi, đi dưới. Bỏ tủ lạnh đi. Đông tàu đấy, để quay video đấy. Cho tủ lạnh thôi. Đông tàu, chén gà. Ui, cuốn áo mà. Không bị dở, lạnh hơn giả. Đây, hoặc giống đây này, đúng không? Cuốn áo đừng thôi. Đây. Thôi rồi.
Dài chứ. Đấy, áo mình đây, tất cả áo đấy, cả áo đấy đấy. Cả áo đấy vào luôn đấy. Cái này của Nhật đấy. Ừ. Đây, cá này bỏ ra đây. Đây, đây, đây. Giao cho đầu bếp đúng không? Đây, cá đây. Quà đấy. Úi dồi. Đây, đông ơi, bạn đông ơi. Đông ơi, đây, đông trùng hạ thảo các bạn đây. Đấy, đông. Trang thông không vậy? Hả? Đây. À cái mắm mắm tép. À cái mắm này. Ờ. Mắm tép này ăn mới ngon này. Này mắm tép này sẽ ở bolo mới đâu nhở. Đây này bạn này. Đây. Cái nấm vân chi để làm nem được không? Được. À, cái gì đây? Sang đây mắm tổng vị chi. Cái gì đây nữa? À cái ăn này tí bỏ ra. Này Hưng ơi. Đây từ từ đừng từ không phải đây này tí cứ bỏ vào đây. Các cái này bỏ đây tí anh. Ai à. Ô, thế đồ mắm à, đồ em đâu? À đây 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 rồi, đây rồi, đây rồi, đây. Nhật lê ghê mốt. Bác tìm đi, tìm ở trong này đi. Đây là cái này là đồ của em nha, anh đây đây. Hả? Đây là nguyên đồ này của em này, em nhìn chữ là em ở đây. Đây, ôi đâu rồi, hôm nay. Đẹp ơi, đẹp. Cái này là của em gì nhỉ? Một em gái. Bánh gửi ăn lên đấy. À, đây. Một, đấy. Cái này ăn được này. Chà lam. Kẹo lạc. Đấy của một em gái nào không biết là gửi cho các anh nhá. Hiểu Phương. Long vẫn gửi đối xác à? Không gửi tím châu Phi. Gửi chứ. Mau 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 thì đánh. Để tí nào ông trà. Con lỏ đó. Rồi đây. Cái lếm về đó. Đây, phụ mì tôm này. Ui giời, đây rồi, đây, đây, đây. Ô, đâu có đôi giày rồi nhỉ? À, quần áo của em. Nhưng mà Nhật Lê phải Việt ra chứ. À, đây là của Đông đây, Đông ơi. Đây, đây. Đây là của tôi đúng không? Đây, đây. Su Hào à. Su Hào mới cả Bí. Ok. Đây là mua cho bạn Đông. Được đấy. Củ đậu của em đâu? Củ đậu đây, trong đâu đây? Đây trong thùng này này. Đây trong thùng đấy, trong mấy thùng đấy là của anh Nhân Tất đấy. Trong thùng này. Trong thùng này. Đây. Ừ, này. Đổ ra, đổ ra. À, cả bao à? Bao đó. À. Chia đi, chia đi. Đấy, chia cho các bạn. Thôi buộc lại thì mới chia, xong nó bị ẩn đấy. Có được rồi. Hà Nội có đồ chưa ăn à? Đây, cá đây, mua bao nhiêu cá đây? Cá đâu? Đây. Đây, có bánh này. Cá khô ăn sao đây, cá khô ăn cơm đi. Cá khô đến cơm đây. Cá hương Trần Sử Dung có bá chứ. Ui giời. Măn thịt dặm thôi. Thôi, thôi, thôi. Ừ. Thì dặm này, dặm này đạo Tuấn. Đấy, đạo Tuấn có Trần Sử Dung đây. Đem đồ phi. Rồi, tiếng đấy. Tiếng dai đọc ấy. Thế thuốc bổ mắt này. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã bóc quà rất là nhanh. Đấy. Vàng là không có. Vàng mắt. Vàng này là chỉ để gọi là lấy cái động lực để cho anh em cậy ra cho nhanh thôi. Thôi không bạn đây bạn đi. Thôi bạn dọn rác đi. Đây anh em dọn hết đi. Không nói đi mình cất đồ ăn đi. Ừ. À đây kẹo đây rồi. Bỏ lên bàn đi. Cái chỗ này đáng cá này. Đây đây bỏ cá bàn lên đâu ơi. Có gì đấy? Làm cái anh chị đây. Ừ, làm cái kẹo lạc từ Việt Nam gửi sang các bạn ạ. Cái này phải làm ấm chè nhỉ? Làm ấm chè đây, đây này. Cái gì đây này? Cái gì bạn Phương nào này? Nhiều ơi, nhiều ăn đây. Thân gửi tem châu Phi đây này. Này bạn Phương nào đấy? Cái này là chè lam, chè lam. Hả? Cái này là của bạn Linh nào đây này, gửi Linh Philip này. Đấy, cất đây. Cất ăn ấm trà uống. Quên lính không? Lính đi. Không phải của anh đâu, cứ ăn ở đây. Này, anh Trấn anh mua ở đấy mà. Đâu gửi đến, ai gửi đến mà. Đấy, có tên. Không, có cái trà lam này thì có bạn gửi là đúng rồi. Còn cái anh Trấn mua. Đâu mua đâu, cũng bưởi đấy. Nó về. Qua, có em nhắn tin cho tôi bảo là bảo anh Tiến là đưa người tặng ít em trà. Trà Thanh Nguyên. Nhưng mà điện cho bạn mà nặng đồ quá thôi. Ừ. Em cho anh nhẹ tắm đi thôi. Còn nhiêu? Hạt củ đậu vừa gửi sang ha các bạn. Cái này cái gì đây? Hay là cái này cũng nóng ơi? À, bóc này ra đây mà. Lối mà.
Vắn lối. F1 đây này. À. Lôi à? Như là trước là đậu này. Vắn lôi để vào đây. Nó bị vắn lối. Mai, mai đi. Cắt cái bí đấy ạ. Hai cái này. Đấy, mấy bí đấy. Đây. Mời bạn ăn cái bánh này của các em đúng lắm, nước trà. Ừ. Trà nó lại ngon hơn đấy. Nước rồi. Đây là cái trà gì nhỉ? Chèo dôi. Chèo dôi à? Chèo dôi màu sáng này. Thấy bảo là tự làm đấy, tự tay làm đấy. Thì ăn cái này muối trà này. Ăn màu xanh này muối trà. Trà mới trà đấy. Thì là trà đấy. Hả? Cái này muối trà. Ừ. Ngon nhỉ? Đây này, quần áo của ai này? Tất cả của em đây à? Mà anh đi tán gái mà đùi làm gì? Đấy, đúng rồi, đấy, đúng rồi. Quần trong nhà đấy đây. Trong nhà đấy đây. Đâu đúng không? Đúng rồi. Phải đó, quần đùi, quần bikini. Hai bikini. Bikini ở đâu mà không đấy, lấy sang ấy. Anh cả đã đe người ta còn đùi sang. Vậy mà mang cuốn đi trúng đấy. À, ghi tên vào. Bây giờ bác ghi tên vào đây này. Long. À, quả thanh long. Anh lấy mấy màu xanh anh đánh ghi lơ đấy. Long lòng đấy. Anh đổ vào, ghi lơ nhiều người mặc cùng. Đấy. Đây, mình biết không, nếu anh cẩn thận anh ấy kéo cắt một góc cái này. À. Cắt đi đỡ nhầm đi. Cắt đây, cắt đây. Hoặc là bắt lục một cái lỗ đây. Lục một cái lỗ. À, lục một lỗ đấy. Bắt lục một cái lỗ ở đây là không ai mặc luôn. Đúng, mình bắt mặc thôi. Đúng. Thế em thì nhiều người cắt rồi. Ừ. Đúng rồi đấy. Ui, đầy cỡ đầy gửi răng. Chào các bạn đây, nhận được quà thôi. Thế này. À, gì nhỉ? Băng đội trưởng đây cho bạn đông với cả Dũng người cả. Không, cái này để cho anh đóng đội trưởng. Băng đội trưởng à? Anh đóng ra sẽ ở ngoài, thì đào đội trưởng không có. Không, đội trưởng mới đánh. Anh đóng phải anh lóng. Đóng phải chú lóng. Đấy, anh đang cùng đấy. Đấy, anh đang đấy. Không, cho Đàm Vinh Hưng với cả anh Năm có người đội trưởng bên. Đàm Vinh Hưng với cả... Rồi, con Năm, con Bồ. Ô, từ cái này phải cất vào khi làm ra sân rồi đấy. Anh, cái này thất lạc đấy. Ờ, đúng rồi, thất đi không. Cái này thất lạc đấy. Thất lạc đấy. Khi nào ra sân bắt đầu đấy? Nhưng mà mặc trước thì ra thôi. Mặc từ nhà ấy. Cái này khi nào thi đấu chính thức ấy, thì bắt đầu mới đưa ra. Không, không có coi à? Coi vừa vua đây có là. Nhưng mà đã hôm nào đánh nhé mà mặc quần nào? Ok. Vũ đã luôn là nhập ấy. Đấy. Kiều đá luôn. Chân đá một chứ ấy. Đấy, cái đó. Rồi, ok, đây cất kỹ nhá. Thì đấy. Vô cơ. Chia đôi đấy nhá. Không còn gì nữa. À, chưa lại còn chưa quà nữa cơ. Chưa quà nữa. Chưa. À, đồ bếp kia. Đồ bếp đâu đây. Đây, toàn bộ mua ít lương thực về cho anh em. Đấy. Cá này là zin với cả sốt lên rất là ngon đấy. Hấp chưa? Chia từng bữa một ạ. Chia từng bữa một ạ. Dạ. Thế đến ngay một đây. Dạ, ra đây, ra đây, từng tháng. À, từng tháng một. Tuấn. Cá khô, Cà Mau. Mãi bên... gửi từ Cà Mau ra đấy. Từ Cà Mau rồi này, chứ sao nữa. Đây, chú đáo đến tôm này. À, đây cá đấy chứ. Tận là Cà Mau là... Ôi xa đi. Ngon này. Đây, cái này cứ cho tủ lạnh nhá. Con cá toàn là trong đấy. Úi dồi, ngủ cả ca này. Ăn từ từ thôi, làm gì có ai ấy đâu mà. anh em thì đang tập trung ở đây mà bây giờ là mình đang bọc lên em ăn. Tránh thủ tí mà này, đây. Hai kế. Quang Dũng với Hùng ca đây. Đâu em bọc thôi. Chà cháo đang. Chà cho chà nước, chà nó sôi đang. Chà còn đâu. Ừ. Đâu cũng thôi. Em mau lên làm em à. Cái này là hình như đặc sản là Bắc Giang này. Chà lắm, chà lắm. Cái này gì đấy? Hả, xin đi. Hốt. Hả? Này, thú trộm này, thú vào túi đi. Được rồi, còn nhanh tay nào. Đặc sản quá. Đây, cái này còn đặc sản Thái Bình này, còn cái này là đặc sản Bắc Giang này. Chà Nam. Cái này là đặc sản Đồng Nghệ An. Nghệ An à? Đặc rồi. Đặc rồi, Nghệ An thì có đặc rồi, Nghệ An cu đơ. Nghệ An là cu đơ, Hà Tĩnh. Đặc rồi là Nghệ An. Đây, Nghệ An cũng có quả khu mạnh đấy. Ngon đấy. Nghe nói gì? Món này nó mềm cái bánh ống này. Cắt bánh ống này, cắt điểm nhỏ thôi. Đặc sản là quê hương thì ăn đi nào, cắt đi nào thì cắt cho anh em ăn đi. Bánh ống này. Hướng dẫn đi. Này nó phải không chỉnh đâu. À, bánh này cấu nhìn như kiểu
kiểu kéo này. Cắt đi. À, như này đây đúng không? À, như này đây. Đây. À, thuộc cái của anh Lóng đây, dùng lọc đèn đây. À, không, quẩy. Giống như là quẩy. Quẩy à, anh có tô bạc à? Quẩy nó đấy, nghe đấy, nghe quẩy đấy. Quẩy em à? Đó. Nghe. Nhà xe. Quẩy nhé. Anh có thấy hợp gì của em đấy. Nhà xe. Mồm. Ừ. Khiếp nhờ. Thôi, đúng ok. Xin chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào buồn đấy. Không có đi vàng. 2, 3. Chào các bạn. Alleluia.